chị và các bạn. Đó là mùa thầy và buổi năm sáu bảy. Vâng, xin chính chào anh chị các bạn. Ngày hôm nay lo kéo lại là em đây, Văn Tài đẹp trai, Thành Long xinh gái. Bên chi nhánh lo kéo siêu rẻ bên ở thị trường Bình Dương. Ngày hôm nay thì em cũng không review hai con này, chỉ là giới thiệu và so sánh phân biệt giữa con Bet BA 9001 và Samsung 991A cho anh chị nghe và cảm nhận được chất âm. Cũng giống như đứa đây là không phải là khen hay là chê, giống như là một đứa con mình sinh ra không có thương đứa nào mà họ ghét đứa nào hết, mình thương cả hai con, nhưng không có dòng lo nào mà dở cả, chỉ dòng lo phù hợp với anh chị hay không mà thôi. Ngày hôm nay Tài sẽ mở nhạc và cho anh chị cảm nhận được chất âm của từng con như thế nào nha. Rồi, xin mời. Kênh của em là kênh lớn nhất tại thị trường Việt Nam về bán chim, về bán về lo kéo tại thị trường Việt Nam. Hiện tại em đang so sánh hai con giá, nó cũng không có chênh lệch quá lớn đâu, để với anh chị cảm nhận được chất âm tùy từng con nó sẽ có ưu thế khác biệt với nhau nha. Rồi mình nghe nhạc Bolero nha anh chị. Bolero nghe là ngủ, nghe để vậy đó. Này, anh chị nghe thôi chứ đừng ngủ nha. Chỉ lắm em ơi, chừng đời không là mơ như lời thơ ngày đó, chừng đời ôi lắm nỗi trôi, bằng làng hoa tim trên con đường giờ đây anh cô đơn lối này, tương tư áo trắng người xưa giờ tan trường anh đến, mong bóng dáng thân quen, hàng cây xanh ở làng thương duyên mình dở dang chưa. Hiện tại là nhạc âm lượng và âm lượng quá chém để mở ngang nhau hết nha chị.
bằng lăng ngóng nơi xa. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu. Bây giờ mình sẽ chuyển sang hát karaoke nha. Bây giờ nhờ anh Thành Lâm hát karaoke nhạc trẻ ha. Tài sẽ hát Bolero. Tài thiên về Bolero nhiều hơn. Giờ bây giờ mình mở cái echo lên nè. Thank you.
video tại đây. Số hotline của bên lò kéo siêu rẻ là gì ta? Là số hotline lò kéo siêu rẻ là 0879125268 nha anh chị. Với địa chỉ số 1 đường số 2, khu dân cư Hiệp Thành 2, thuộc khu dân 1 Bình Dương nha. Rồi, sẽ bên số 2 hai số hotline của bên lò kéo Tiso đó là 0915486462, 0962080987. Rồi 448 sạc 20 sạc 29 là của cũ anh chị, sạc 20 sạc 4 là ở dưới của mình, Phan Huyết, phường 12 quận Gò Vấp. Rồi xin kính chào anh chị các bạn. Anh chị các bạn có thắc mắc và cũng như là mình muốn hỏi về loa kéo, loa dòng loa kéo này thì xin bình luận ở phía bên dưới giúp Tài ha. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi tới đây. Kính chúc anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Xin chào.